Hi everybody. So today I will show you. Okay, tôi sẽ nói tiếng Việt. Nói đùa thế thôi chứ ạ. Nếu mà nói tiếng Việt thì nó dễ hơn đúng không ạ? Thứ hai nữa là tiếng Anh thôi thì các bạn sẽ lại có thể một số người sẽ không hiểu và sẽ nói rằng là tôi khoe khoang. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cái bài học một cái cách nó vui vui hơn thôi, được không ạ? Trong bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm tôi nghĩ rất là quan trọng, và nếu như mà các anh chị đi theo cái hướng này thì các anh chị sẽ thành công và các anh chị sẽ bán được nhiều hàng hơn. Đấy là bài học bán hàng trên profile. Vậy thì bán hàng trên profile là gì và làm thế nào để bán hàng trên profile? Các anh chị hiểu chưa ạ? Thì mỗi người mà chơi Facebook thì đều có một cái profile, và chúng ta bán hàng trên profile tức là chúng ta không dùng quảng cáo, đúng không ạ? Chúng ta vẫn dùng Facebook của chúng ta, nhưng mà chúng ta không dùng quảng cáo, chúng ta vẫn bán được đơn hàng. Và đây là những gợi ý mang tính cơ bản để giúp các anh chị có thể bán được đơn hàng ở trên profile của mình. Thứ nhất, đó là chúng ta phải định vị được cái thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Xây dựng được cái thương hiệu cá nhân. Ví dụ như là chúng ta là ca sĩ, chúng ta là người bán hàng Nhật, chúng ta là người bán hàng sách tay Pháp, chúng ta là nhiếp ảnh gia, vân 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 vân. Chúng ta hãy xây dựng một cái thương hiệu cá nhân ở trên này. Bởi vì một con người thì có rất là nhiều cái hình thức, đúng không ạ? Có rất nhiều cái tài năng, có rất nhiều cái chuyên môn. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nên xây dựng một hai cái hình tượng mà cái người người ta vào, người ta sẽ nhìn thấy mình, người ta muốn biết mình là ai và mình muốn người ta biết mình là ai. Đây, chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Thí dụ như tôi là một cái chuyên gia về marketing, thì tôi xây dựng và tôi chỉ viết những bài viết liên quan đến business and marketing thôi, liên quan đến Facebook, liên quan đến việc quảng cáo trực tuyến, bán hàng trực tuyến, vân vân, có đúng không ạ? Ý tôi là như vậy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải tăng được cái số lượng bạn bè lên và tăng được cái số người theo dõi lên. Vâng, ở đây thì tôi nói với anh chị nghe là tôi có 5.000 bạn và 5.000 lượt theo dõi, và cái con số này cũng rất là khiêm tốn. Ý tôi muốn nói là các anh chị cần phải làm tốt hơn nữa, các anh chị cần phải có nhiều cái đối tượng mà xem và follow mình nhiều hơn. Và đặc biệt là cái đối tượng này nó phải là phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ phải thường xuyên chia sẻ các câu chuyện, các bài viết, các hình ảnh, các video về những cái công việc mà các bạn đang làm để mang tính định hướng. Các câu chuyện, các chủ đề câu chuyện càng hay, càng hấp dẫn bao nhiêu thì càng thu hút được người đọc bấy nhiêu. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu dần dần chúng ta sẽ bán được hàng, có đúng không ạ? Mà trong tiếng Anh người ta hay gọi là dùng content marketing, tức là marketing bằng nội dung. Những cái câu chuyện, những cái bài học, những cái ý nghĩa mà các bạn chia sẻ đối với người khác, đúng không ạ? Những cái hành động mà các bạn đang làm, mà chúng ta đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo gì đó, chúng ta sẽ có được cái lượt người theo dõi và người ta sẽ nhìn nhận về chúng ta, và rất có thể chúng ta sẽ bán được hàng rất là nhiều, có đúng không ạ? Nếu như mà các anh chị đang bán hàng rồi thì các anh chị hãy chú trọng thêm nó. Còn nếu như các anh chị chưa đang bán hàng thì hãy bắt đầu chú trọng vào nó. Hãy đầu tư thời gian công sức, đúng không ạ? Cách để làm tăng được follow, tăng được lượng bạn bè thì có rất nhiều cách. Cách chính thống và cách không chính thống, đúng không ạ? Cách tử tế và cách không tử tế. Kể cả có những cái chiêu trò scandal, sốc sách. Các anh chị nhìn thấy ở trên mạng hiện nay rất nhiều các cái tài khoản profile là nữ, đúng không ạ? Xinh xắn, đẹp. Đấy, rồi thì sexy rất là lợi thế trong cái quá trình bán hàng. Thế thì để mà thuận tiện cho cái việc mà chia sẻ với các anh chị các kinh nghiệm thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ, một cái kinh điển bán hàng trên profile rất là thành công và các anh chị có thể tham khảo. Tôi có một cái chị học viên và chị rất là thành công trong việc bán hàng một cái sản phẩm khá là khó bán. Đấy chính là bán sản phẩm thiết bị dành cho những người chơi golf, hay còn gọi là chơi gôn ấy, đúng không ạ? Thì chị làm như thế này. Chị mất khoảng 1.5 năm để xây dựng một cái profile cá nhân của mình từ trắng tinh. Đấy, có một cái số lượng bạn bè là khoảng 1.000 bạn, không nhiều. Thế nhưng mà 1.000 bạn này là hoàn toàn thuần túy là những người chơi golf, đúng không ạ? Hoàn toàn thuần túy là những người chơi golf. Tức là sao? Chị chia sẻ một cái kinh nghiệm của chị là chị xây dựng profile, đúng không ạ, với cái hình ảnh của bản thân chị, và chị cũng là một người cũng chơi golf, đúng không ạ, rất là xinh xắn, rất là cao giáo và là giám đốc một cái doanh nghiệp. Và các câu chuyện ở trên đấy chỉ đơn thuần là về đời tư, về công việc và về những cái điều mà chị yêu thích,
thí dụ như cắm hoa, thí dụ như nấu ăn, ví dụ như chơi golf như thế nào. Và chị cũng tham gia vào các group dành cho những người chơi golf, tức là gọi là gôn thủ đấy, đúng không ạ? Và sau đó thì chị cũng chia sẻ những bài viết kinh nghiệm là em đi đánh ở sân này, em đi tập ở sân kia, đúng không ạ? Em dùng cái thiết bị này, em dùng cái sản phẩm kia, vân vân. Và chia sẻ như vậy. Và sau đó thì các cái người chơi golf khác bắt đầu kết bạn. Và chị cũng rất là cẩn thận, đúng không ạ? Chị phải soi profile. Thế nào gọi là soi profile, đúng không ạ? Thế này này, những cái người mà bình luận như này thì mình sẽ phải soi profile. Mình vào mình xem trực tiếp xem họ là những người như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như thế, mình bấm vào đây. Thế thì mình thấy rằng đúng người này là cái người chơi gôn. Và thực tế các hình ảnh người ta show ra, người ta chia sẻ, thì người ta là một cái giám đốc doanh nghiệp, người ta là một người chơi gôn, đam mê gôn. Thế còn những cái bạn nói vui vui là những bạn trẻ trâu, trẻ quá, hay là kể cả tôi là fan anh, đúng không ạ? Tôi kết bạn với chị ý, thì chị cũng không đồng ý, bởi vì cái profile này được xây dựng để nhằm mục đích bán hàng. Chúng ta hết sức lưu ý nhé, trong cái ví dụ và trong cái bài học này là tôi muốn nói với các anh chị là việc xây dựng profile để bán hàng, chứ không phải là nói rằng là bạn coi thường tôi, đúng không ạ? Bạn khinh tôi như thế này như kia, bạn không kết bạn với tôi. Không, không, không. Tôi không đề cập đến chuyện đó, đúng không ạ? Tôi chỉ có 1.000-1.200 bạn thôi, nhưng mà những người bạn ở trên Facebook này đều là khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng của tôi. Và cái số này mà càng tăng lên được nhiều thì càng tốt, đúng không ạ? Và chị mất nhiều thời gian, chị chăm chút cái profile của chị. Chị đi kết bạn và chị duyệt kết bạn của người khác. Chị đi kết bạn, chị cũng kết bạn với những người là khách hàng mục tiêu. Và những người khác kết bạn thì chị chỉ duyệt những người là khách hàng mục tiêu thôi. Tất nhiên là chị không xây dựng một cái profile ảo, không xây dựng một cái lối sống ảo, một con người ảo. Mà thực tế là chị học viên này chị cũng chơi golf, đúng không ạ? Chị cũng đánh golf và chị chia sẻ. Và sau đó thì tạo dựng được cái lòng tin với những người bạn cùng chơi sản phẩm, cùng chơi golf với mình. Và cứ như thế, chị review về sản phẩm gậy, đúng không ạ? Quần áo, đồ dùng, phụ kiện. Thế là dần dần là những người mua, những người là bạn bè của chị bắt đầu là inbox hỏi là: em ơi, bộ này bao tiền? Chị ơi, bộ kia bao nhiêu tiền? Đánh cái đấy có hay không? Vân vân và vân vân. Và chị bán rất là tốt. Chị tiết lộ với tôi là doanh số bán mà không dùng quảng cáo, hoàn toàn bán hàng trên profile cá nhân thôi, mà doanh số có thể đạt 1 tỷ một tháng. Tất nhiên như tôi nói là doanh số đó đối với các sản phẩm golf cũng không phải là lớn, chưa phải là kinh điển. Nhưng các anh chị có thể thấy rằng là lợi nhuận nếu như là 20-30% thì thực sự cũng đã là quá tuyệt vời, anh chị nhé. Và chúng ta phải xây dựng, chúng ta phải có nhiều thời gian, chúng ta phải có nhiều chiêu trò, nhiều cách thức để chúng ta xây dựng một cái profile có chất lượng. Chất lượng ở đây là chất lượng là về mặt hình ảnh thương hiệu của chúng ta. Chất lượng ở đây là về mặt là gì ạ? Chúng ta có lòng tin với khách hàng, chúng ta có một cái lượng follow, lượng theo dõi là những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta, đúng không ạ? Bằng cách là chúng ta tự xây dựng, sau đó chúng ta đi các group, chúng ta đi các fanpage để chúng ta bình luận, để chúng ta trò chuyện, để chúng ta có thể tham gia các hội nhóm online hoặc offline, đúng không ạ? Để chúng ta tạo ra những cái sự quan tâm của người dùng. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ tạo ra những cái nội dung media, hình ảnh, phim để chúng ta thu hút được cái lượng theo dõi là càng nhiều càng tốt, bằng bất cứ cách nào, đúng không ạ? Và tất nhiên lời khuyên của tôi đấy là những cái cách chân chính, là những cái cách lịch sự, sạch sẽ, không vi phạm pháp luật. Bởi vì nếu như chúng ta làm bằng mọi giá, đúng không ạ? Câu view, chúng ta hay dùng cái từ đó, đúng không ạ? Rồi thì những cái lời ăn tiếng nói nó không được đàng hoàng thì rất có thể là chúng ta sẽ có một cái lượng follow rất là lớn, nhưng mà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến thương hiệu. Và tôi cũng không bình luận về những cái quan điểm làm việc là dùng scandal hay là xốc xếch là tốt hay là xấu, mà tôi chỉ nói rằng là các bạn nên là chính mình và cộng với một chút làm việc thông minh và khôn ngoan hơn. Ví dụ như là rất nhiều bạn giỏi, rất nhiều bạn xinh, rất nhiều bạn đa năng, nhưng mà mình không tự khai thác cái tài năng đấy của mình để mà mình bán hàng, đúng không ạ? Mình viết các câu chuyện, mình up các hình ảnh như thế này với mục đích là mang tính định hướng khách hàng, được không ạ? Và nó sẽ nhận được những cái bình luận, và chúng ta sẽ có thể rất may mắn là chúng ta sẽ có được những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta. Vâng, thế thì cái bài học tôi muốn chia sẻ với các anh chị đấy là bán hàng trên profile
và lấy một cái ví dụ kinh điển là của một cái profile bán thiết bị golf và các phụ kiện golf và bán rất là thành công. Thì trước khi kết thúc cái phần bài học chia sẻ này thì tôi muốn nhấn mạnh lại mấy cái điều như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần là phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng nó phải có thời gian. Bởi vì trước đây tôi đã dạy cái phần này và có một chị học viên nói rằng là tôi đã làm đúng như cái gì mà thầy bảo và kết quả là không có gì. Thế thì tôi bảo là thế chị đã xem cái khóa học này của tôi bao lâu rồi? Và tôi mới xem được một tuần. Thế thì tôi xin thưa là một tuần là không thể đủ để cho các anh chị có thể là xây dựng được một cái profile. Cái này nó phải tính bằng tháng, tính bằng năm, đúng không ạ? Và chúng ta phải đầu tư thời gian, chất xám, đúng không ạ? Trí tuệ. Bởi vì chúng ta đã không bỏ tiền ra rồi, chúng ta chỉ bỏ công sức thôi. Thì chúng ta phải kiên nhẫn, có đầu óc, được chưa ạ? Chúng ta phải cố gắng lên, chúng ta phải thu hút. Chúng ta như một cái thỏi nam châm ấy, để khách hàng chúng ta đến. Ví dụ khách hàng mục tiêu của chúng ta là các mẹ, thì chúng ta phải viết những cái chủ đề mà các mẹ quan tâm, được chưa ạ? Và tăng cái số lượt lên và tăng cái lòng tin lên. Thì sau đó chúng ta sẽ khôn khéo bán các sản phẩm dành cho các mẹ, dành cho các bé thì các bạn sẽ thành công. Và số lượng đơn hàng ngày có thể lên tới vài chục, vài trăm sản phẩm chứ không phải ít đâu ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.